chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game mới, nó là KOF AllStar Quyền Vương Chiến. Đó. Game này thì mới ra mắt hồi đầu tháng 6 năm 2020. Mới ra mắt khoảng được chục hôm. Rồi, một chút thông tin về tựa game KOF AllStar này. Thì đây là một game mobile, thể loại là thẻ bài chiến thuật, với bối cảnh là KOF và do VNG phát hành Việt Nam. KOF là gì chắc là anh em nhiều người không biết đúng không? Đó là King of Fighter, một thể loại game mà đối kháng rất nổi tiếng ở trên nền tảng console cũng như PC ngày xưa. Rồi, và đặc điểm của cái KOF AllStar Quyền Vương này thì sẽ tái hiện được các đặc điểm của series truyền thống là King of Fighter đối kháng, như là các hệ thống nhân vật này, âm thanh, các mover set và special moves, combo của đồ sĩ. Nói chung là game này nó làm lại của King of Fighter ấy. Đấy, rồi. Đấy, em chơi vẫn là đối kháng, mà đối kháng theo kiểu thẻ bài nhá, và kết hợp cả chiến thuật nữa. Đồ sĩ này. Vamerokuren. Rồi chúng ta sẽ được quay. 10 phút thì được chiêu một lần nhé. Liên sơ kích. Đầu chơi nhá. Chả mới nên à. Vậy thì mình team mình đã có 3 người à. Eddie đang đổi trận sẽ là một đối thủ tăng cấp, giúp bạn có thể dễ dàng chocolate, có thể giúp bạn tăng cấp đấy. Mới đi mà. Mời chơi là nhận được nhiều thứ phết đấy. Đã được VNG của Việt Nam phát hành các bạn nhé. Như vậy thì chúng ta cũng đạt được Việt hóa các thứ rồi, có cộng đồng người chơi. あんたじゃ燃えねえな。
Masiri gì gì á, Masiranui. Baby, go! Ban tổ chức đã chuẩn bị phần thưởng cho đấu sĩ xuất. Có thể dùng mảnh để ghép hoặc tăng sao cho đấu sĩ. Sau khi tăng sao, đấu sĩ sẽ mở khóa kỹ năng mới. Có thể vào giao diện kỹ năng, tăng cấp kỹ năng cho đấu sĩ. Có chuẩn bị phần thưởng cho các đấu sĩ xuất sắc. Hãy tiếp tục hoàn thành cốt truyện chính tư, giành chiến thắng trong từng trận đấu. I love you.
Bây giờ hãy kích hoạt sức mạnh thần khí. Mở khóa thần khí triệu hồi Kusanagi. Thắp sáng điểm hồn, kích hoạt sức mạnh của Kusanagi. まだまだ青いわね。 I love you. Sẵn được một cái nữa rồi. Ready, go!
I love you. Đấu trường là sân khấu để bạn thể hiện sức mạnh. Nhấp chọn khiêu chiến, thử quyết đấu một trận xem nào. Đánh bại người chơi hạng cao hơn sẽ được tăng hạng và thưởng nhiều kim cương. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ nhận nhiều điểm kinh nghiệm. Đây là cách tăng cấp đội hiệu quả nhất. Tiếp theo, chúng ta cần nâng cấp trang bị. Có nhiều cách tăng thực lực khác nhau. Hãy cố gắng giúp đấu sĩ của bạn trở nên mạnh hơn. Trải nghiệm KOF AllStar Quyền Vương Chiến của VNG. Ok, xin chào và gặp lại trong các tựa game tiếp theo.